kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, theo trang Taiwan Times, Cục Du lịch Đài Loan Trung Quốc ngày 17 tháng 2 đã đưa ra mức phạt đối với công ty du lịch Đài Loan We Love Tour 810.000 Đài tệ, tương đương với khoảng 25.821 đô la Mỹ, sau khi công ty này đã bỏ rơi 292 du khách Đài Loan ở Phú Quốc, Việt Nam. Trước đó, các nhà chức trách đã yêu cầu công ty We Love Tour do Mega International Travel Service điều hành phải đình chỉ hoạt động trong 3 tháng vì bỏ rơi 292 du khách Đài Loan Trung Quốc vào thời điểm những du khách này đến Phú Quốc Việt Nam từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 2, khiến họ không được cung cấp nơi ăn chỗ ở và phương tiện di chuyển. Cục Du lịch Đài Loan cho biết 10 đoàn khách đã đăng ký tour du lịch trọn gói nhưng không hề được cung cấp chỗ ở, thức ăn hoặc phương tiện đi lại phù hợp khi đến Phú Quốc. Ngoài ra, công ty We Love Tour còn không ký hợp đồng với các công ty lữ hành ở Việt Nam để quản lý các gói du lịch của đoàn khách vào. Ngoài đoàn 292 du khách bị bỏ rơi gần đây, công ty We Love Tour cũng bị phát hiện đã không cung cấp hợp đồng du lịch hợp pháp cho 6 trên 10 đoàn khách đến Phú Quốc. Các đoàn khách đều không có hướng dẫn viên đi từ Đài Loan sang. Thông thường, các tour dẫn khách đi nước ngoài từ đảo Đài Loan đều phải có hướng dẫn viên người địa phương đi cùng để phiên dịch và quản lý tour. Hành vi sai trái của công ty We Love Tour đã vi phạm đạo luật phát triển du lịch và quy định quản lý các cơ quan du lịch. Trong khi đó, phía 430 khách hàng bị hủy tour do công ty We Love Tour buộc dừng hoạt động 3 tháng có thể được hoàn tiền. Chính quyền Đài Loan thông báo các khách hàng có thể liên hệ với ngân hàng phát hành thẻ tín dụng nơi họ đã sử dụng thanh toán tour để được trợ giúp. Những người thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng nên chuẩn bị giấy tờ để mang đến Hiệp hội Đảm bảo Chất lượng Du lịch để được hỗ trợ thêm. Hiệp hội cũng sẽ chịu trách nhiệm giúp đỡ 292 du khách đến Phú Quốc Việt Nam gần đây giải quyết khiếu nại của họ. Tổng thư ký Hiệp hội Woo Men Hui cho biết, công ty We Love Tour đã nhận được khoảng 13 triệu Đài tệ cho các gói tour mà khách hàng đặt đến hết tháng 4. Hiện công ty còn nợ khách hàng khoảng 20 triệu tệ và không có khả năng thanh toán. Liên quan đến sự việc này, Chủ tịch Hiệp hội Đảm bảo Chất lượng Du lịch Chang Yun Chang cũng nhận trách nhiệm giải quyết khiếu nại của 292 du khách bị bỏ rơi ở Phú Quốc. Ông Chang cho rằng công ty We Love Tour không chỉ có hành vi lừa đảo đối với khách hàng và đối tác mà còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng danh tiếng của khoảng 4.000 công ty du lịch Đài Loan. Hiệp hội đã thu hồi tư cách thành viên của công ty We Love Tour vào ngày 17 tháng 2. Cục Du lịch Đài Loan cũng cho biết, trước vụ việc bỏ rơi 292 khách ở Phú Quốc, We Love Tour chưa bị phạt hoặc bị khách tố lừa đảo. Trong một thông cáo báo chí, chính quyền cho biết các cuộc điều tra được tiến hành đối với We Love Tour vào ngày 13 và 15 tháng 2 sang nhận công ty đang gặp khó khăn về tài chính với khoản nợ hơn 10 triệu Đài tệ, tương đương với 318.730 đô la Mỹ. Cơ quan quản lý cũng phát hiện công ty Đài Loan đã vi phạm quyền lợi của khách hàng sau khi 292 du khách đặt tour từ Đài Bắc đến đảo Phú Quốc trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Vì gặp khó khăn về tài chính nên công ty không thể thực hiện đúng hợp đồng dịch vụ với khách hàng. Chính quyền cho biết lệnh đình chỉ 3 tháng được áp dụng đối với công ty theo điều 36 và 38 của đạo luật bảo vệ người tiêu dùng để ngăn chặn nhiều người tiêu dùng bị vi phạm quyền lợi hơn. Việc đình chỉ kinh doanh sẽ ảnh hưởng đến khoảng 430 khách hàng mà We Love Tour đã lên kế hoạch cho các chuyến tham quan từ nay đến tháng 4. Nếu Tổng giám đốc We Love Tour David Linh không thể giải quyết các vấn đề với công ty, Hiệp hội Đảm bảo Chất lượng Du lịch Đài Loan sẽ thu hồi tư cách thành viên. Trường hợp công ty không thể đưa ra đề xuất thỏa đáng sau 3 tháng về cách cải thiện hoạt động, thời gian đình chỉ sẽ được gia hạn. Ngày 16 tháng 2, Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết đã báo cáo về kết quả xác minh vụ việc liên quan đến thông tin gần 300 khách du lịch Đài Loan Trung Quốc bị bỏ rơi tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Theo kết quả xác minh, vào ngày 12 tháng 9 năm 2023, Công ty trách nhiệm hữu hạn Lữ hành Quốc tế Việt Nam Winner, gọi tắt là công ty Winner, trụ sở tại thành phố Phú Quốc, có biên bản xác nhận với công ty du lịch We Love Tour có trụ sở tại Đài Bắc. Ngày 24 tháng 1 năm 2024, công ty Winner gửi 10 bảng báo giá cho 10 đoàn khách đến công ty We Love Tour. Tuy nhiên, do hai công ty không thống nhất, thế nên ngày 31 tháng 1 năm 2024, công ty Winner đơn phương gửi bản thông báo dừng cung cấp dịch vụ đến công ty We Love Tour. Ngày 9 tháng 2 năm 2024, đoàn khách của công ty We Love Tour đến cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Tại đây, đoàn khách không có xe và hướng dẫn viên. Lúc này, công ty We Love Tour liên hệ thỏa thuận với công ty Winner phục vụ đoàn khách gồm 292 khách tham gia chương trình tham quan tại Phú Quốc. Công ty Winner đồng ý và liên hệ thuê xe đón và đặt phòng khách sạn cho đoàn khách. Trong quá trình phục vụ đoàn khách, do phía công ty We Love Tour không thanh toán như thỏa thuận, thế nên công ty Winner yêu cầu đoàn khách thanh toán bổ sung một khoản 720 USD một người. Đồng thời, liên hệ với công ty We Love Tour về việc trên. Công ty Quý Lớp Tour phản hồi với công ty Winner là sẽ thông báo với khách du lịch thanh toán và giữ hóa đơn. Công ty We Love Tour sẽ hoàn trả lại chi phí thanh toán qua thẻ của khách du lịch là 720 USD một người. Có 90 khách đồng ý và công ty Winner đã nhận thanh toán qua thẻ của khách khoảng 1,8 triệu Đài tệ, tương đương với 1.442 tỷ đồng. Số khách còn lại không đồng ý. Theo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, công ty Winner mặc dù đã thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng, thế nhưng vẫn giữ số tiền đặt cọc trước đó là 700.000 Đài tệ, nhận vào ngày 18 tháng 1 năm 2024. Đồng thời, vẫn tiến hành phục vụ đoàn khách và thu phí dịch vụ, cho thấy công ty này đã vi phạm quy định khi kinh doanh dịch vụ lữ hành, không có hợp đồng lữ hành với doanh nghiệp, khách du lịch hoặc đại diện của khách du lịch theo quy định. Căn cứ quy định pháp luật, Thanh tra Sở Du lịch Kiên Giang tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với công ty Winner 30 triệu đồng về hành vi trên. Trao đổi với phóng viên, ông Hà Tuấn Minh, Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty Winner cho biết không đồng ý với kết quả xác minh và đang khiếu nại quyết định xử phạt hành chính của Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang. Theo ông Minh, đơn vị có hợp đồng với công ty We Love Tour và gửi báo giá 10 đoàn khách Đài Loan. Trong hợp đồng nêu rõ, đến ngày 31 tháng 1 không gửi đủ tiền thì hợp đồng trên sẽ không còn hiệu lực. Đồng thời, công ty Winner có gửi thông báo kết thúc hợp đồng đúng thời điểm trên. Điều đáng nói là đoàn khách Đài Loan mà công ty Winner gửi 10 bảng báo giá cho công ty We Love Tour không liên quan gì với 292 khách Đài Loan bị bỏ rơi ở Phú Quốc gây xôn xao dư luận vừa qua. Ông Minh bày tỏ, đoàn khách 292 người này chúng tôi hỗ trợ nhân đạo. Còn 10 đoàn khách trong hợp đồng đã bị hủy là những đoàn khách khác. Có tất cả khoảng 800 khách Đài Loan bị bỏ rơi tại Phú Quốc vừa qua, chứ không chỉ có 292 khách như truyền thông phản ánh. Những người này đều được các công ty du lịch địa phương hỗ trợ về Đài Loan an toàn. Các đơn vị liên quan phía Đài Loan cảm ơn chúng tôi vì tinh thần hỗ trợ nhân đạo. Trong khi Sở Du lịch nhận định chưa đúng câu chuyện trên và xử phạt. Không có lý lẽ nào chúng tôi hỗ trợ tích cực cho đoàn khách lại bị phạt. Điều này ảnh hưởng đến uy tín công ty và hình ảnh du lịch Phú Quốc. Trước đó, trên trang Focus Taiwan của Đài Loan đăng tải thông tin có nội dung hỗ trợ khách du lịch Đài Loan bị mắc kẹt tại Việt Nam. Ngay sau đó, sự việc gần 300 khách du lịch Đài Loan bị bỏ rơi ở Phú Quốc được truyền tải trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước. Các ngành chức năng của tỉnh Kiên Giang cùng với Phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc ở thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực giải quyết, hỗ trợ đoàn khách Đài Loan lưu trú, tham quan theo kế hoạch ban đầu và trở về Đài Loan vào trưa ngày 14 tháng 2 theo đúng lịch trình. Sau đó, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam có văn bản gửi Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang đề nghị làm rõ thông tin trên. Ngày 14 tháng 2, đại diện Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc xác nhận sáng cùng ngày, đoàn khách du lịch gần 300 người ở Đài Loan bị bỏ rơi ở Phú Quốc đã làm thủ tục bay về nhà sau chuyến tham quan nghỉ dưỡng 5 ngày 4 đêm tại hòn đảo này vào kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn. Đại diện hãng hàng không của Việt Nam hỗ trợ đoàn khách bay về Đài Loan cho biết, hãng chỉ nhận được thanh toán từ phía công ty Quý Lớp Tour, nhưng hãng vẫn hỗ trợ đoàn du khách trở về an toàn theo đúng lịch trình. Trước đó, công ty du lịch Quý Lớp Tour nhiều năm qua đã đưa du khách Đài Loan đến Việt Nam, nhưng có nhiều trường hợp kéo dài nợ nần, chây ỳ không trả từ năm 2019. Một số du khách Đài Loan trong đoàn 292 người bị bỏ rơi ở Phú Quốc do tranh chấp tài chính giữa hai công ty du lịch đã lên tiếng khi trở về Đài Loan. Theo Focus Taiwan, du khách tên Linh đến sân bay quốc tế Đào Viên hôm thứ Tư nói rằng ông hy vọng người tổ chức chương trình We Love Tour sẽ đưa ra lời giải thích rõ ràng về chuyến đi với vô số thiếu sót. Các hành trình hứa hẹn trên đảo Phú Quốc đã không được thực hiện. Linh cho biết anh cảm thấy như mình bị lừa vì một số chi phí đi lại và ăn ở, lẽ ra do công ty du lịch chi trả lại được chuyển sang tay du khách. Một nam du khách giấu tên chia sẻ anh đã trả tiền cho chuyến đi kéo dài 5 ngày do We Love Tour sắp xếp, nhưng lại bị bỏ rơi suốt 3 tiếng vào ngày thứ ba mà không có chỗ ở. Thậm chí vào ngày thứ tư, anh ta phải tự chịu một phần chi phí bữa ăn vì không được cung cấp thức ăn. Cũng bày tỏ sự không hài lòng với We Love Tour, một người đàn ông tên Su nói rằng anh cảm thấy công ty du lịch đã không thành thật trong việc xử lý thất bại. Nhiều lời hứa mà công ty đưa ra hóa ra là vô ích, kể lại trường hợp anh phải đích thân trang trải chi phí taxi, trái với các điều khoản đã thỏa thuận trong chuyến tham quan. Hôm thứ Năm, Wang Kwasai, người đứng đầu cơ quan giao thông truyền thông Đài Loan, đã nói với các phóng viên ở Đài Bắc rằng Quý Lớp Tour có thể bị đình chỉ kinh doanh tới 3 tháng do sơ suất, trích dẫn các quy định liên quan đến du lịch và bảo vệ người tiêu dùng. Theo cơ quan quản lý du lịch Đài Loan, 4 chuyến bay thuê chuyến từ thứ Ba đến thứ Tư đã đưa tất cả các cá nhân Đài Loan đến đảo Phú Quốc vào ngày 9 và 10 tháng 2 trở về nhà. Cơ quan quản lý du lịch Đài Loan nói thêm, một cuộc điều tra sẽ được tiến hành để xác định liệu có bất kỳ hành vi sai trái nào từ phía công ty Đài Loan hay không. Trong khi đó, We Love Tour đã hứa sẽ bồi thường cho những hành khách bị ảnh hưởng. David Linh, giám đốc của We Love Tour, đã đưa ra một tuyên bố hứa sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về những mất mát của hành khách trong chuyến đi. Ông Linh cho hay, We Love Tour có kế hoạch đâm đơn kiện Winner Việt Nam, nhấn mạnh vụ việc đã ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi và lợi ích của du khách. Đáp lại, Winner Việt Nam hôm thứ Năm cho biết họ hy vọng We Love Tour sẽ thực hiện nghĩa vụ hợp đồng bằng cách thanh toán đầy đủ như đã thỏa thuận vào ngày 26 tháng 2. Trong khi đó, theo Focus Taiwan, Giant Tour, công ty du lịch Việt Nam đã hợp tác với We Love Tour trong 11 năm. Tố công ty du lịch Đài Loan liên tục trì hoãn thanh toán cho các đối tác Việt Nam, phải nợ ít nhất 4 nhà điều hành địa phương. Ông Phan Anh Chí, tổng giám đốc của Giant Tour có trụ sở tại Đà Nẵng cho biết, Quý Lớp Tour nợ công ty ông 80.000 USD, tức khoảng 2 tỷ đồng, kể từ năm 2019, đến nay mới trả được 10.000 USD. Nhấn mạnh đến căng thẳng tài chính của tình trạng vi phạm hợp đồng như vậy, Phan Anh Chí nói rằng cạnh tranh trong ngành du lịch Việt Nam rất gay gắt, khó sinh lời nếu chịu thêm áp lực đối tác không thanh toán. Khoảng 800 du khách từ một số công ty du lịch Đài Loan đã khởi hành từ Đài Loan vào ngày 9 và 10 tháng 2 để thực hiện các chuyến đi du lịch 5 ngày tới Phú Quốc. Trong số các du khách khởi hành vào 2 ngày này, có 292 du khách thuộc sự quản lý của We Love Tour. Tuy nhiên, khi đến Phú Quốc, chương trình đổ bể do không có đối tác Việt Nam tiếp nhận. Công ty Winner sau đó đã phục vụ đoàn khách và số tiền bỏ ra được We Love Tour cam kết trả vào ngày 26 tháng 2.